Và tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại sân khấu, đó chính là ảo thuật gia Phong Cận cùng với sự hỗ trợ của trợ lý, đó chính là Kyron. Và ngày hôm nay đến với Fan Meeting lần này, chúng ta có rất nhiều những tiết mục đặc sắc, và đây là một trong những tiết mục đó. Và với tiết mục này thì các bạn nhỏ, chúng ta không nên bắt chước làm tại nhà nha. Đây là những màn biểu diễn được tập dượt rất kỹ lưỡng, cho nên các bạn nhỏ chúng ta ở nhà không nên bắt chước làm theo. Vâng, và chúng ta đang có trên sân khấu của mình, đó chính là trợ lý Kyron cùng với ảo thuật gia Phong Cận. Và để xem Phong Cận sẽ làm gì đây. Xin lưu ý lại một lần nữa, đây là những tiết mục được tập luyện kỹ lưỡng, các bạn chúng ta không nên bắt chước tại nhà nha. Vâng ạ, hiện tại trên tay của ảo thuật gia Phong Cận đang có những mảnh ghép để chúng ta bao quanh đầu của Kyron lại. Và để xem với màn ảo thuật này chúng ta sẽ có một điều hấp dẫn gì đây. Rất hồi hộp đúng không nào? Vâng, và hiện tại phần đầu của Kyron đã được bao bọc bởi những mảnh ghép thành một chiếc hộp vuông màu đen. Ảo thuật gia Phong Cận đang rất cẩn thận ạ. Và xin lưu ý lại một lần nữa là các bạn chúng ta không nên bắt chước tại nhà nha. Sẵn sàng chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại Kyron một lần nữa ạ. Những thanh gươm rất là sắc bén. Ôi cha. Và chúng ta sẽ đến với thanh gươm thứ hai. Hết sức bình tĩnh và cẩn thận. Và thanh gươm thứ hai đã được ghim vào thùng màu đen rồi ạ. Tiếp tục là thanh thứ ba. Vô cùng hồi hộp. Ảo thuật gia Phong Cận đang ghim rất nhiều những thanh dao vào trong chiếc hộp màu đen ở phía trên sân khấu. Một tràng pháo tay được lớn ạ. Hiện tại chúng ta vẫn còn một thanh dao nữa ạ. Một thanh gươm rất dài. Và tiếp tục. Wow. Hiện tại trên sân khấu, ảo thuật gia Phong Cận đã ghim hết tất cả những thanh gươm vào trong chiếc hộp màu đen rồi. Wow, quá tuyệt vời. Kyron chúng ta còn ổn không nha? Vâng ạ, bây giờ ảo thuật gia Phong Cận đang liên tục rút những thanh dao ra khỏi chiếc hộp màu đen trên sân khấu. Và số phận Kyron sẽ như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng bật mí. 3 2 1 Wow! Một trăm bao lần nữa cho tôi cho Phong Cận á. Vâng, một trăm bao tay thêm nữa cho trợ lý của chúng ta, Kyron. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, mà ảo thuật hết sức vi diệu luôn em ơi. Rồi, xin mời bộ phận ban tổ chức hỗ trợ Phong Cận ạ. À.